Mời quý vị hãy đến với Tuấn Châu và nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền. Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị có mặt tối hôm nay. Thật là một diễm phúc cho Mai Lệ Huyền. Lần nào Tuấn Tổ cũng được người em trai dễ thương mời đến ưu ái, và ngày hôm nay Mai Lệ Huyền được biết là cái buổi Tuấn Tổ của 100 năm về ngành sân khấu. Và Mai Lệ Huyền phải phục Tuấn Châu một điều là từ một em trai ngày đầu tiên qua đây mà đứng hát với Mai Lệ Huyền ấm ớ như một cậu ngọc không biết nói, mà bây giờ như một con nhầm lọt lưỡi, nói như quỷ, trời nói gì không ai nói lời hết á. Thành ra Mai Lệ Huyền chúc mừng từ ngày Tuấn Châu về với có một cái ban cổ nhạc Phương Nam với đài SPTN. Tuấn Châu thật là lưu loát mà điều khiển mà tất cả, nghĩa là thật là nhanh nhẩu. Thì ngày hôm nay Mai Lệ Huyền chúc mừng Tuấn Châu có rất nhiều show để kéo Mai Lệ Huyền đi nữa. Cảm ơn chị Huyền rất là nhiều. Hôm nay là kỷ niệm 100 năm sân khấu. Tuấn Châu rất là cảm ơn tất cả nghệ sĩ có mặt hôm nay, và nhất là các sư cùng đến với Tuấn Châu với đại diện hình đại TTN trong chương trình Con Nhạc Phương Nam. Rất là vui thì hôm nay Tuấn Châu cùng với Mai Lệ Huyền sẽ gửi đến một bài cũng rất là hoa vui mà là cưới nữa, đó là Hoa Cưới Nhà Ai. Được đó, để giống đám cưới phải không ạ? Mai Lệ Huyền trước mặt tổ đó, Mai Lệ Huyền có xin như thế này: nếu có trở lại kiếp sau cũng cho Mai Lệ Huyền làm ca sĩ. Dạ đúng rồi, tổ phù hộ. Dù là ngày hôm nay đau nhất bệnh hoạn nhưng mà lên đây thì cũng hết bệnh. Dạ, thành ra rất là mừng được tổ ủng hộ rất là lâu. Nhiều cô áo mới đôi môi hồng, đi vui mừng người mà lòng
đành đem thương đau. Hôm nay quả cưới xin chào để buồn rơi thân phận mình thay. Yêu anh đành đem thương đau. Hôm nay quả cưới xin chào để buồn rơi.